Nhưng mà chạy lẹ quá trời luôn, cũng chạy kịp. Chạy xe nhanh lắm. Mấy anh nha, được xe có từ nãy giờ. Đi hả? Dạ. Cảm ơn tôi nha. Phía trong là có bé Ken nha, nhà anh kế toán của đoàn của bác đó. Cũng là đường trong nhà, nhà. Đi má tư mới vừa về đó. Thì cái này là như là má tư đặt cái đặt trước đi ha, trước á, 21 lấy sao á cả nhà. Nhiều khi mình mua cái hiện tại thì không có, cho nên đặt phải đặt, ví dụ như mình thích mẫu này mẫu kia cho nên mình đặt mới lấy sao á cả nhà. Nói chung là tính giờ đang mua yến cả nhà. Chú Chánh và chị Ngọc cũng hình như mua năm rồi. Em kêu nó mặc mua cái mua ba mấy luôn. Đáng vô thùng đó cô chú anh chị. Chưa bắt đầu tài. Bé Ke này cũng đừng hồi máy vi tính nha cả nhà. Để chụp đường. Ngồi máy tính là cưng ghê không? Máy tổng kết số liệu mà em ngồi chỉnh chạy ghê không? Đi ra xuống thì cả nhà đang có lúc rồi. Luôn lúc nào cũng đang nghiên cứu ha, nhiệm coi những cái là sản phẩm này giá thì sao sao á, đặng cũng đặng mà đặng nhưng mà món hàng đồ eo bạc bỏ lên lên trên của chú anh chị đang kiểm tra sản phẩm này giá cả sao ha. Kèm thằng nó rất là giỏi luôn, sáng sớm là bác anh dậy sớm với anh Khoa với anh Chánh để dọn đồ ra là để bác buôn bán này, đang bị bán khách bữa nay cái nhà bác anh thì bữa nay không đi học. Do bữa nay là ngày 20 tháng 11 nên ngày nghỉ Việt Nam nên bé Ken được nghỉ một ngày hết cả nhà. Hồi tối mình cũng thấy là bé Ken cũng là in chiếu cho khách luôn. Hồi tối. Mình thấy bé Ken nó rất là tinh luôn ha. Thì sáng nay là bé Ken trực mà tới trưa mới anh Thành Bảy trực đó, giờ đấy bé Ken thay ca rồi, bé Ken là giờ lên chức luôn rồi, học lo cũng lên chức rồi, bé Ken cũng lên chức luôn.
Lon đúng là cũng có mã số mà để kinh doanh ở cả nhà ha. Đây mã số kinh doanh. Mã số gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ha. Còn Lon cả nhà. Đó, lên Giang tổng giám đốc rồi đó. Lên giám đốc rồi. Đó, mình cũng chúc mừng chị luôn á cả nhà. Giám đốc cái dù hơi tổng giám đốc nè. Mà đang mở chú thế. Dạ, xin chào cô chú anh chị. Dạ, chào ạ. Ở phía trong thì chú Tránh quần đùi đang xếp hàng lên kệ cả nhà. Chú Tránh mặc quần đùi. Rõ ràng không? Chú Tránh thích mặc quần đùi. Mặc quần đùi cho nó mát. Đang ngồi phụ mẹ kiểm tra đơn hàng cái gì nè. Bé Ken nhỏ vậy chứ rành lắm cả nhà, tính tiền ngoan lễ phép nữa, lúc nào bán hàng cho khách thì cũng hai tay thẳng nha, cười tươi luôn, đem hàng ra cho tới thẳng xe cho khách luôn. Phía bên đây thì Khoa với chị Ngọc, Khoa với chị Ngọc đang kiểm tra cho đầu tướng chị làm sao ở đây thì cũng mua rượu rồi từ lâu buổi sáng hôm nay thì bắt gặp còn gan đeo mắt kiến ở phía bên trong đó là có một cái tên tên kỹ luôn cả nhà, tên kỹ với tên em. Em tên Tài mà anh tên Quang. Gặp đều có kiến ấy. Nên em cũng ít nói về ai nha. Nhưng mà thôi kệ, chia sẻ luôn. Thôi đó. Sáng sớm thì chú Chánh cũng lấy cái vòi nước này ra thì để xịt trước nhà nha cả nhà. Thì cho nó mát, rửa sạch. Cô chú chị. Nói chung là chú Chánh đang xịt chú bánh nước ra để ở gần đó, chú Chánh cũng không muốn xịt tới nơi cả nhà, để người ta buôn bán cả nhà. Bởi vì lần trước lúc kỳ đó cả nhà, nó sáng sớm nó ra ngoài đó cả nhà. Trong chú Chánh tránh xịt đi cả nhà. Xịt cho nó chạy mát ha. Mát với đỡ bụi nữa cả nhà ha, nhiều khi sáng sớm á. Chú Chánh cũng đâu có dám xịt tới nước đó, bởi vì cô bánh nước đang bán đâu có xịt đâu. Đúng rồi. Ừ. Sáng có cô bánh nước. Là cô chú anh chị hãy nha. Tốt vậy rồi. À, sau này cũng có một cô lớn tuổi vào trong để mua đồ ăn của nha. Tại vì hôm lâu mới tư cũng ra ngoài cũng khách là lâu nha cả nhà. Sắp về đó cô chú chị. Khán giả đi bộ mua đồ ngồi cũng lo hả? Trong thì cũng có